là fan của Vario 160 hay không, nhưng mà đây là chiếc xe mà đang hot trên cộng đồng Facebook. Bởi vì sao anh em? Cái bộ áo đã rất đặc biệt rồi, và đây là một chiếc Vario 160 độ. Huy xin nhắc lại là một chiếc Vario 160 độ nha. Bởi vì cái chiếc xe Vario 160 này á, thì nói thật với anh em luôn, Huy chia sẻ những gì mà Huy thấy hiện tại rồi, ra đường ít thấy anh em chơi, ít thấy anh em chạy. Bởi vì nó có quá nhiều sự chọn lựa ở cái phân khúc 160 về cái giá bán, và cái mà mọi người quan tâm là về cái thiết kế. Cái thiết kế của Vario 160 nó không phải là đẹp, nó không phải là quá đẹp anh em. Cho nên thì cái sự chọn lựa đa số sẽ thiên về SH 160 hoặc là A-Black 160. Tuy nhiên thì nói vậy thôi, anh em chơi xe độ thì vẫn thích có cái gì đó đặc biệt. Cho nên thì Vario 160 vẫn là sự chọn lựa của một số người. Trên kênh Hai Bánh thì có chia sẻ vài video clip về Vario 160 độ rồi. Và ngày hôm nay tiếp tục là một bản độ Vario 160 của anh chủ bóng chày. Ủa, lộn, bóng đá. Chủ của sân banh mini ở quận 12. Thì anh em có search sân banh mini Quang Trung là ra liền. Thì anh em sẽ thấy là cái bộ áo này nhìn rất là hay, và những cái món đồ chơi nhìn rất là, lúc mà Huy quậy thì hơi khó chịu một xíu đó. Thì xíu nữa Huy sẽ chia sẻ những cái khó chịu của Huy. Đây là chiếc xe đi cái bộ áo đã được sơn lại trắng và xanh neon, có thể là xanh cũng có thể là vàng neon, tùy anh em thôi. Như cái màu xanh này rất đặc biệt. Cái đặc biệt hơn, nó là bộ tem ghép thực hiện bởi anh Bình Decan. Và trên đây có chữ GIV. Có nghĩa là gì anh em? G có nghĩa là Nhật Bản, A có nghĩa là Adu, và V có nghĩa là Video. Nhiều anh em nói là cái thiết kế của Vario này anh em, lúc mà đậu một chỗ nhìn á, nó xấu, nhìn nó bị thô, nhìn nó ố về. Nhưng mà khi mà chạy á, những bạn mà cao cao khoảng 1m7 nè, những bạn mà có thân hình ok á, thì chạy lên nhìn nó đẹp lắm. Thiệt, lúc chạy nhìn nó đã lắm, nhìn nó có gì đó rất là thể thao đó. Cho nên sự chọn lựa đa số là sẽ là những bạn nam là nhiều. Rồi, thì cái phần đầu anh em sẽ thấy ha, cái sự khác biệt giữa Vario 160 của Việt Nam và Vario 160 của bên Indo á, là ở trước đây. Của Việt Nam mình thì sẽ là bán chính hãng thì có bảo hành, còn ở Vario thì cũng bán chính hãng của Honda Indo và cũng có bảo hành ở Indo. Ngoài ra thì trước đây anh em sẽ thấy là một cái mặt nạ nhỏ này, thì của Indo thì nó sẽ có cái biển số, nó có badge biển số trước, còn của Honda Việt Nam mình thì không có đó. Rồi thì cái phần đầu anh em thấy ha, đã là dân chơi xe độ kiển phải tháo cặp kính ra cho nó ngầu anh em. Và phần cùm thắng phía bên tay phải và cùm trái tất cả đều đã thay thế bằng cụm đồ chơi hết rồi. Do là cái này là sử dụng là đĩa phía sau á, đó là phanh trước phanh sau đều đĩa luôn. Cho nên là sẽ đi một cặp cùm dầu, là sự chọn lựa của chủ xe. Bên tay phải, bên tay trái đều là Rembo Rosset 14. Cũng hay chứ. Bởi vì 14 là đủ để đáp ứng được những con heo nho nhỏ rồi. Heo nhỏ mà cái Huy nói đây là con 81 Racing của anh Chí 128 4 bích. Đó. Siêu nhỏ, siêu đẹp. Thì cùm này bóp rất là dịu, hai cái bình dầu nằm hai bên như vậy anh em. Đó. Đây, hai bình dầu nằm hai bên. Và đây là cái vị trí phần cùm. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy thêm một cái cùm nè. Đây là cùm Acti, đi kèm theo đó là ngắt, cái vị trí là ngắt của ơ nha anh em. Đây. Rồi, cái mà Huy khó chịu. Anh em biết cái gì không? Phía bên tay phải là cái bộ cùm công tắc Honeywell, một trong những cái cùm mà 7 cái công tắc phụ. Quá nhiều công tắc. Và giống như là một cái cùm đồ chơi vậy. Cái cùm này cùm đồ chơi anh em, nó không phải cùm zin. Đó, 1, vaccine, 2. Còn cái cùm này là cái cùm quỷ diệt, cho nên Quỷ nhớ nó sẽ bị quỷ diệt. Đó, ở đây thì cùm với công tắc Godfa nè anh em. Rồi hazard, rồi xin nhan, rồi kèn. Và cái nút đề. Ông nội ơi, mình quen thuận xưa giờ, cái chiếc xe nào mình cũng nhấn đề. Là mình nhấn phía bên tay phải, mà bây giờ cái cùm này ở bên tay trái anh em. Mình kiếm bên tay phải thấy bà luôn, không có. Mà biết có gì không? Có cái khiến tếu nè. Cái chỉnh biên độ tay thắng của TWM á, thường thường anh em biết á, là nó sẽ nằm phía bên tay trái. Để mình xoay chỉnh ở trong mấy cái giải đua MotoGP á, thì xoay chỉnh bên tay trái để cho anh em có thể điều chỉnh được cái biên độ tay phía bên tay phải. Còn đây, đặt cái núm chỉnh ở phía bên tay phải, nhưng mà chỉnh thì lại chỉnh bên tay trái. Có nghĩa là anh em đang chạy nè. Anh em đang chạy, anh em phải dặn chỉnh này vậy nè. Tiêu thiệt chứ.
nhìn phần đầu thấy nó hay chứ anh em. Nó có sự cân đối, nó cân đối, hai cùm đều giống nhau. Đó. Rồi hai bình dầu hai bên nhìn nó cân đối. Và chủ xe thì muốn lấp đầy khoảng trống cho nên mới gắn cái chỉnh biên độ tay thắng TWM ở bên tay phải anh em, chứ không phải là gì hết á. Không sao hết á. Nói chung là chủ yếu đẹp là được rồi. Cái màu mâm này mà ấn tượng anh em ha. Cái màu này là màu của xe nhập khẩu mới có nè. Vario Việt Nam mình thì không có cái màu này. Đó. Cái bản là bản ABS luôn. ABS nên rất là an toàn. Và cái vỏ xe mà chủ xe nó sử dụng là vỏ Fury Russell Sport, một trong những cái dòng vỏ mà hình như we review 10 chiếc là hết 11 chiếc rồi đi cái vỏ này. Còn lại anh em sẽ chọn là Michelin City Drift Pro hoặc là Michelin Pilot Sheet, một những dòng vỏ, những cái dòng vỏ mà we vừa kể trên á, là cái gái có thể thao. Nếu mà anh em có quan tâm á thì anh em có thể lên website của shop hai bánh á, anh em xem. Bởi những cái dòng vỏ đó, ngoài cái việc thể thao, ngoài cái việc có bám đường tốt, ngoài cái việc là một cái thương hiệu uy tín, thì nó còn rất là đa dạng, có nghĩa là nó có nhiều kích thước á. Giống như 14 inch cũng có nè, 17 inch cũng có nè. Rồi nó nhiều size khác nhau cho anh em có thể lên size xuống size. Và anh em biết là shop hai bánh từ xưa đến nay thì chuyên kinh doanh những dòng vỏ chính hãng, những cái dòng nhớt chính hãng rồi. Cho nên anh em có thể tham khảo trên đó, giá này nọ rất là tốt luôn. Thì cứ lên website tham khảo đi. Huy thì quảng cáo chỉ chút thôi. Thì bây giờ mình sẽ coi về cái phần phanh. Cái phần phanh này mình phải qua bên này à. Cái phanh phanh chủ xe sử dụng thì anh em sẽ thấy ha. Đây. Một cái đĩa của Chí Trần thực hiện. Thì cái đĩa đồ chơi này á cũng được làm trên cái nền tảng là của cái đĩa zin của Vario 160. Thì anh em biết là cái vị trí mà ABS á nó cũng bắt chết trên này, có nghĩa là nó dính chết trong cái đĩa luôn, nó không phải là một cái lồng riêng. Đó, nó hay ở chỗ đó đó. Cho nên là mình sẽ thấy là cái sự ổn định nó rất là lâu dài, trừ cái đĩa quanh thôi. Thì chắc cái vòng ABS nó không bị gì đâu. Có thể có nó quanh theo luôn. Rồi, thì ở trong đây á là một cái lồng CNC riêng. Cái lồng CNC này có chữ 128 luôn, racing luôn nè. Đó, của anh Chí. Rồi cái con heo cũng vậy, con heo 81 racing luôn anh em. Con heo này thì anh em có thể chọn được cái màu sắc bên trong mình nè. Cái vị trí ngay chỗ hai cái vị trí piston nè, chữ 81 racing nè, thì cái chỗ này là chỗ CNC. Anh em có thể nhộm được màu khác, có thể là chọn được cái màu khác rất là hay, nhìn nổi bật. Ở đây thì chủ xe thích cái sự xa lánh cho nên này mới chọn là cái màu xanh lá. Đó. Rồi, dây heo, đầu bấm, một cái đơn giản thôi. Và một cái adapter. Quy cũng làm nhiều clip rồi. Anh em có hỏi Quy là cái adapter này là cái gì? Cái adapter này anh em biết là hay sử dụng cho những con heo mà anh em gọi là sợ. Sợ gì? Sợ nó bị tuôn răng. Có nghĩa là mình dặn vô dặn ra riết, mình canh dầu này nọ, mình sợ là cái con heo mà mấy con heo nhôm billet này nọ, nó sẽ cái răng nó rất là yếu. Cho nên thì anh em sợ thì anh em cứ mua một cái adapter thế này. Anh em bắt vào thì mỗi lần dặn thì không liên quan gì á, thay dây dầu hay là canh dầu lại thì nó không liên quan gì tới phải việc mà phải vặn ra cái này vô hết, cho nên nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nó cũng khá là hay đó anh em. Đó. Rồi, ở phía sau thì cũng vậy nha. Ở phía sau thì cũng là con heo 81 racing cộng thêm dây heo bấm đầu, nó đơn giản vậy thôi anh em. Và cái bô vẫn là bô zin luôn. Phuộc thì là phuộc Olin. Bản là 811 nha anh em. Olin 811. Đây. Anh em sẽ có hai sự chọn lựa. Là Olin này thì anh em có thể để bình dầu nằm trên hoặc bình dầu nằm dưới. Ví dụ bình dầu nằm trên thì anh em sẽ chọn 811 hoặc là 831. Còn bình dầu nằm dưới thì anh em có thể chọn là 545. Đó. Có nhiều sự chọn lựa lắm. Ok. Thì giờ anh em đánh giá đi. Nãy giờ Huy cũng chia sẻ nhiều rồi. Giờ Huy nhường lại cho anh em. Anh em thấy tổng quan cái chiếc xe này, anh em thấy đẹp không? Và anh em nếu mà có một chiếc Vario 160 thì anh em sẽ đổ nó kiểu như thế nào? Comment phía bên dưới. Đừng quên để lại cho Huy like, subscribe, nhấn chuông. Xin chào, mình là Huy.